Hi, xin chào các bạn, mình là Tiên Vivi. Tiếp nối chuỗi dự án tự học Vusen thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một series mới được mang tên là Nhạc lý căn bản dành cho Vusen. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, nhạc lý và kỹ thuật là hai yếu tố vô cùng quan trọng để tiếp cận với bộ môn Vusen nói riêng và tất cả các loại nhạc cụ nói chung. Do đó, nhu cầu tìm hiểu về nhạc lý và luyện tập về kỹ thuật luôn là nhu cầu cấp bách của anh chị em chúng ta. Không nằm ngoài nhu cầu đó thì series này ra đời. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu chúng ta sẽ có một số lưu ý nhỏ sau đây. Thứ nhất, kiến thức nhạc lý thì rất bao la rộng lớn. Trong phạm vi của series này thì chúng ta sẽ học những kiến thức để phục vụ cho mục tiêu đó là đọc và đàn được theo xích nhạc. Do đó, nếu như bạn không tập Vusen mà bạn tập bất kỳ một loại nhạc cụ nào khác thì series này vẫn thích hợp dành cho bạn. Lưu ý thứ hai, lưu ý này rất quan trọng các bạn nha, đó là kiến thức nhạc lý thì chỉ có một, khác chăng đó là cách thể hiện ra bên ngoài, còn về bản chất là không thay đổi. Do đó, nếu bạn đã và đang suy nghĩ rằng xích số và xích nốt thì đó là hai loại khác nhau thì điều này chưa chính xác nha, đó chỉ khác nhau về cách thể hiện thôi, còn bản chất là không thay đổi. Mình nhắc lại một lần nữa. Như vậy thì trong series lần này mình sẽ nói về các kiến thức nhạc lý được thể hiện theo chuẩn quốc tế. Sau đó sẽ có sự so sánh trong cách thể hiện của nhạc phổ Trung Quốc. Đối với bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số khái niệm cơ bản nhập môn của nhạc lý. Bài học đầu tiên mang tính chất giới thiệu là chủ yếu nên sẽ chưa có sự so sánh với nhạc phổ Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với bài học nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu âm nhạc là gì. Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật được thể hiện thông qua hai phương tiện. Phương tiện đầu tiên người ta gọi nó là thanh nhạc. Thanh nhạc thì dựa trên những lời hát, thông qua những giọng hát để thể hiện rõ những ý tưởng tình cảm của một tác phẩm. Chính vì dựa trên giọng hát mà thường người ta phân loại sẽ dựa trên giới tính của người thể hiện. Như chúng ta cũng biết đó là có giọng nam và giọng nữ. Trước hết thì mình sẽ đi tìm hiểu về giọng nữ nha. Về giọng nữ thì có giọng nữ cao soprano. Giọng nữ này thì có âm vực đó là từ nốt đô ở quãng 8 thứ 4 cho đến nốt la ở quãng 8 thứ 5, hay còn gọi là từ đô 4 cho đến la 5. Giọng nữ trung mezzo soprano thì có âm vực đó là từ nốt la 3 cho đến nốt pha 5. Hay là giọng nữ trầm contralto hay còn gọi là alto thì có âm vực đó là từ nốt son 3 cho đến nốt re 5. Đây là về giọng nữ. Còn giọng nam cũng tương tự. Giọng nam thì có giọng nam cao tenor có âm vực từ nốt C2 cho đến nốt son 4. Giọng nam trung bariton thì có âm vực là từ nốt son 2 cho đến nốt mi 4. Hay là giọng nam trầm bass thì có âm vực là từ nốt mi 2 cho đến nốt đô 4. Đây là cách phân chia phổ biến. Ngoài ra thì người ta cũng chia cụ thể hơn như là giọng bass rovando, đây là giọng nam trầm đại, hay là giọng lirico soprano, đây là giọng nữ cao trữ tình. Đó là về phương tiện thứ nhất. Tiếp theo phương tiện thứ hai, đây là phương tiện mà chúng ta thường sử dụng đây, đó là khí nhạc. Khí nhạc thì dựa trên âm thanh thuần túy của các loại nhạc cụ để thể hiện nên tác phẩm. Âm thanh thuần túy này thì nó liên tưởng, gây cảm giác tưởng tượng nhiều hơn so với thanh nhạc. Về khí nhạc thì cũng có rất nhiều cách phân loại. Dưới đây thì mình sẽ dẫn ra một số cách như là thường người ta sẽ chia theo cách chơi của loại nhạc cụ đó. Cách chơi thì có bộ gõ. Bộ gõ thì có trống nè, có xylophone, bộ thổi thì có sáo nè, trumpet hoặc là saxophone, bộ phím thì có organ, piano. Ngoài ra thì còn có bộ gãy. Bộ gãy thì có guitar, tỳ bà, đàn tranh hay Vusen của chúng ta cũng thuộc vào bộ gãy. Tiếp theo thì người ta phân chia theo chất liệu làm nên nhạc cụ thì có bộ gỗ hoặc là bộ đồng hay là bộ đá. Dưới đây thì mình cũng dẫn ra cách phân chia theo nhạc cụ Trung Quốc. Nhìn chung thì họ cũng chia theo chất liệu để làm nên nhạc cụ như là bộ kim, thạch, thổ, ti, mộc, trúc, bao cách. Như vậy thì ở trong phần này chúng ta đã tìm hiểu về
hai phương tiện để thể hiện nên âm nhạc, đó là thanh nhạc và khí nhạc. Như vậy thì trong thanh nhạc và khí nhạc, bằng cách nào, bằng những yếu tố nào để âm thanh được thể hiện nên, thì chúng ta tiếp theo sẽ đi tìm hiểu về các yếu tố tạo nên âm thanh trong âm nhạc nha. Các yếu tố chính của âm nhạc thì yếu tố đầu tiên chúng ta đề cập đến đó chính là cao độ. Cao độ thì được xem như là một thuộc tính vật lý của âm thanh. Độ cao thấp của âm thanh này thì nó phụ thuộc vào tần số dao động của âm thanh. Hay nói cách khác, nếu như tần số dao động càng lớn thì âm thanh càng cao, và ngược lại, tần số dao động càng bé thì âm thanh càng thấp. Yếu tố thứ hai đó là trường độ. Trường độ cũng được hiểu là một thuộc tính vật lý của âm thanh. Trường độ thì phụ thuộc vào thời gian tồn tại của sóng âm trong không khí. Hay nói cách khác, nếu như thời gian tồn tại của sóng âm càng dài thì trường độ càng dài, và ngược lại, thời gian tồn tại của sóng âm càng ngắn thì trường độ càng ngắn. Đó là yếu tố thứ hai. Còn về yếu tố thứ ba, đó chính là cường độ. Cường độ thì là một thuộc tính vật lý của âm thanh. Nó được định nghĩa đó là năng lượng được sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian có một đơn vị diện tích. Nghe có vẻ khá là dài. Chúng ta có thể hiểu ngắn gọn đó là nếu như trong cùng một đơn vị diện tích, năng lượng sóng âm truyền đi càng nhiều thì cường độ càng lớn, và ngược lại, trong một đơn vị diện tích, năng lượng sóng âm truyền đi càng ít thì cường độ của nó càng ngắn. Yếu tố tiếp theo đó chính là âm sắc. Âm sắc hay còn hiểu đó là sắc thái, một yếu tố thể hiện tình cảm trong biểu diễn thanh nhạc và khí nhạc. Trong đó thì nó thể hiện như là sự vui tươi, sự đau buồn, sự hào hùng hay là sự mềm mại, gay gắt, vân vân. Thì đây chính là những yếu tố chính tạo nên âm thanh trong âm nhạc, được thể hiện thông qua thanh nhạc và khí nhạc. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhạc lý là gì. Về nhạc lý thì chúng ta hiểu nó như là một hệ thống lý thuyết về âm nhạc. Nó là ngôn ngữ chung của những người chơi nhạc. Như chúng ta biết rằng, dù là thanh nhạc hay khí nhạc thì chúng ta cũng nên tìm hiểu về nhạc lý, vì nó giúp cho ta thể hiện rõ hơn, tốt hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về tác phẩm mà mình đang thể hiện. Nhạc lý cũng được xem là chìa khóa chung cho nhạc sĩ sáng tác. Nó là những quy định, những quy tắc đã được quy ước ngay từ ban đầu. Theo như bình thường thì chúng ta cũng có thể ngân nga nên một giai điệu bất kỳ. Đó cũng được gọi là sáng tác. Tuy nhiên, có thể nó đã vi phạm những quy định, những quy tắc mà chúng ta không hề hay biết. Thì nhạc lý là một bộ phận, là một cánh tay để chúng ta có thể dựa vào đó sáng tác tốt hơn, sáng tác hay hơn. Tiếp theo thì nó cũng là một quy tắc chung cho nghệ sĩ biểu diễn như đã trình bày ở trên. Hay là đối với những người thưởng thức thì nó mang lại cảm giác trọn vẹn. Nếu như một tác phẩm, mỗi người có một cách cảm nhận riêng, như là tác phẩm này chưa sâu sắc, hay người khác lại nghĩ là đây là một tác phẩm thể hiện được những tâm tư của tôi, hay là một người khác thì cho rằng tác phẩm này hay, người khác lại nghĩ là tác phẩm này chưa hay. Nhưng đối với nhạc lý thì nó đóng vai trò là mang lại sự trọn vẹn trong cảm nhận. Còn cảm nhận như thế nào, đó là tùy vào từng người. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hệ thống âm thanh trong âm nhạc. Các bạn thân mến, chúng ta biết là trong tự nhiên và trong cuộc sống hàng ngày thì có vô vàn âm thanh được sinh ra, và các âm thanh đó cũng có tần số, cao độ khác nhau, cũng có âm sắc khác nhau. Nhưng chỉ có những bậc âm thanh có cao độ xác định thì mới được sử dụng trong âm nhạc. Còn các âm thanh không có cao độ xác định hoặc là cao độ không phù hợp thì sẽ không được sử dụng trong âm nhạc, và chúng bị coi là tạp âm. Theo quan sát hàng ngày của chúng ta thì các bạn có thể để ý là một âm thanh vang lên, nó sẽ nhỏ dần và sau đó là nó sẽ tắt hẳn. Thế thì cái khoảng thời gian bắt đầu quá trình cái âm thanh đó phát ra cho đến khi nó tắt hẳn, đó là một quá trình mà người ta gọi nó là sự suy yếu của các sóng âm. Và nó ảnh hưởng là do cấu trúc chất liệu của các vật thể phát ra âm thanh đó. Ở chỗ này có một điểm chúng ta cần phải lưu ý, đó là ứng với mỗi tần số suy yếu đó
thì sẽ có một bậc âm phụ được tạo ra. Các bậc âm phụ hình thành ngay sau khoảng thời gian mà cái âm chính nó vang lên. Điều này có nghĩa là một bậc âm thanh chính sẽ có rất nhiều bậc âm phụ được tạo ra trong quá trình mà sóng âm nó suy yếu. Và tập hợp những bậc âm phụ có cao độ như thế, người ta gọi nó là bồi âm tự nhiên. Sự sắp xếp các bồi âm tự nhiên đó theo một hệ thống tăng dần hoặc là giảm dần thì người ta gọi nó là hàng âm tự nhiên. Cái chỗ này có vẻ là hơi lằng nhằng khó hiểu đây. Nhưng mà nói tóm gọn lại, có nghĩa là khi một âm thanh vang lên thì nó sẽ suy yếu dần. Và trong quá trình nó suy yếu dần thì sẽ có những bậc âm phụ được tạo ra. Và tập hợp các bậc âm phụ đó thì người ta gọi nó là bồi âm tự nhiên. Sau đó các bồi âm tự nhiên này đem đi sắp xếp thành một hệ thống tăng dần hoặc giảm dần thì người ta gọi nó là hàng âm tự nhiên. Thế thì trong âm nhạc cũng vậy, các bậc âm có cao độ xác định và được sử dụng trong âm nhạc thì người ta cũng đem nó đi sắp xếp theo một trật tự, đó là đi lên hoặc là đi xuống, sẽ cũng tạo thành một hàng âm với tên gọi đầy đủ là hàng âm thanh trong âm nhạc. Ở trên kia là hàng âm tự nhiên, những âm thanh trong tự nhiên. Còn đây, những âm thanh trong âm nhạc thì người ta gọi nó là hàng âm thanh trong âm nhạc. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một hàng âm nha. Các bạn quan sát vào trong hình nè. Chúng ta nhìn cái phần ở trên đó, có những cái nút nhạc đó. Đây là một hàng âm được sắp xếp theo thứ tự, đó là đi lên. Chúng ta biết là những âm thanh có cao độ được xác định thì mới được sử dụng trong âm nhạc. Thế thì có bao nhiêu bậc âm thanh như thế? Thì chúng ta có 88 bậc âm tương ứng với 88 tần số âm thanh khác nhau được sử dụng trong âm nhạc. Các bạn nhìn ở phía dưới nè, đây là hệ thống phím đàn piano. Piano là một trong những nhạc cụ có thể thể hiện được 88 bậc âm cùng một lúc và rõ ràng nhất. Nhưng một điều lưu ý cho chúng ta là tuy là có 88 bậc âm, nhưng trên thực tế thì chỉ có 7 tên gọi cơ bản để thể hiện 88 bậc âm đó. 7 tên gọi này rất là quen thuộc với chúng ta đây, là Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. 7 tên gọi cơ bản này sẽ giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại và các cao độ sẽ nối tiếp nhau để tạo thành một hàng âm hoàn chỉnh. Sau đây thì chúng ta sẽ đi qua phần ký hiệu của các tên gọi này theo hệ thống tiếng Anh và tiếng Đức. Nó được ký hiệu là dựa vào những chữ cái. Giống như các bạn cũng biết rồi đó, Đô thì ký hiệu là chữ C, vân vân cho đến Si ký hiệu là chữ B. Đối với Si giáng trong tiếng Anh thì người ta sẽ dùng chữ B lớn và chữ B nhỏ bên cạnh. Nhưng trong tiếng Đức thì người ta sẽ dùng chữ H. Ở phần này thì chủ yếu là mang tính chất giới thiệu thôi. Trong Wusen thì chúng ta cũng gần như là không có sử dụng chữ H. Các bạn quan sát ở đây, dưới phím đàn piano với tên gọi, với ký hiệu thì người ta đã viết lên trên các nốt phím đàn. Phần tiếp theo đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách xác định các bậc âm trên phím đàn piano. Thế thì câu hỏi đặt ra là mình đang tìm hiểu về Wusen và mình đang muốn học Wusen. Vậy thì có cần thiết hay không cái việc mà xác định các bậc âm trên phím đàn piano? Các bạn thân mến, như chúng ta đã nói với nhau ở trước, đó là piano là một trong những nhạc cụ thể hiện được 88 bậc âm được sử dụng trong âm nhạc một cách rõ ràng nhất, một cách đầy đủ nhất. Do đó khi bạn xác định được các bậc âm trên phím đàn piano thì vô hình chung các bạn cũng đã xác định được các bậc âm khi chúng ta nghe trên đàn Wusen. Thứ hai nữa, đó là nếu như bạn muốn xác định được ca sĩ đó đang hát ở tông nào hoặc là beat nhạc đó đang chơi ở tông nào thì đây là điều kiện cơ bản nhất và điều kiện tiên quyết nhất để bạn có thể làm được điều đó bằng chính bản thân của mình. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách xác định các bậc âm trên phím đàn piano nha. Rồi các bạn quan sát vào trong hình nè, thì chúng ta thấy là có một chuỗi phím. Một chuỗi phím này cũng giống như là
7 tên gọi cơ bản của các bậc âm, nó cũng sẽ lặp đi lặp lại giống như một vòng tuần hoàn như vậy. Hết chuỗi phím này tới chuỗi phím kia, và cũng giống như vậy luôn các bạn, hình dáng của nó cũng y như vậy luôn, cho đến khi nào hết phím đàn thì thôi. Chúng ta thấy là trong cái chuỗi phím này thì gồm có hệ thống các phím trắng. Phím trắng thì có 7 phím nè. Rồi phía trên thì chúng ta thấy là có các phím đen. Phím đen thì có 5 phím. Như vậy thì tạm thời trên phím đen thì chúng ta sẽ chia ra thành hai nhóm nha. Nhóm bên tay trái là gồm có 2 phím đen. Và nhóm bên tay phải thì có 3 phím đen. Như vậy nốt đồ sẽ là nốt nằm trên phím trắng, và nó có vị trí là ở bên trái của nhóm 2 phím đen. Mình nhắc lại một lần nữa nha, nốt đồ là nốt nằm trên phím trắng và ở bên trái của nhóm 2 phím đen. Tiếp theo nốt đồ sẽ là hệ thống nốt theo thứ tự tăng dần mà chúng ta đã đề cập với nhau, là tới Re, tới Mi, tới Fa, tới Son, tới La và tới Si. Rồi dưới đây thì mình sẽ chiếu một cái hình cho các bạn xem dễ quan sát hơn. Đây, các bạn quan sát vào cái hình ha. Nốt đồ, rồi tới nốt Re, tới Mi, tới Fa, tới Son, tới La, tới Si. Và đủ 7 phím trắng. Và các bạn lưu ý là trên phím đàn piano, từ trái qua phải thì cao độ sẽ tăng dần. Như vậy thì chúng ta quan sát tới nốt Si. Sau nốt Si, đó là nốt Đô. Và các bạn nhớ là nốt Đô này là có cao độ, nó sẽ cao hơn so với nốt Đô mà chúng ta đã gọi tên ban đầu. Vì sao? Vì sao nào? Các bạn có nhớ không? Chúng ta vừa mới nói với nhau xong, cao độ sẽ tăng dần theo thứ tự từ trái sang phải. Và tiếp tục nốt Đô này, các bạn quan sát, nó vẫn nằm trên phím trắng và nó vẫn ở phía bên trái của nhóm hai nốt đen. Tiếp theo Đô này lại là Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Và sau đó Đô lại lặp lại, vẫn nằm phía bên trái của nhóm hai phím trắng, cứ như vậy cho đến khi hết phím đàn. Như vậy là chúng ta đã nói với nhau về các phím trắng. Còn đối với các phím đen thì sao? Các phím đen thì chỉ có 5 phím thôi. Này, bây giờ thì các bạn chú ý vào nốt Đô và nốt Re nha. Chúng ta nhìn vào hình vẽ thì thấy nè, giữa nốt Đô và nốt Re thì nó có một cái phím đen nằm ở phía trên. Như vậy theo như chúng ta nói, cái thứ tự không bao giờ được quên, nó là từ trái sang phải thì cao độ sẽ tăng dần. Thế thì cái phím đen nè, nó nằm bên phải của nốt Đô, đúng không nè? Và phím đen này thì nó lại nằm bên trái của nốt Re. Theo như thứ tự không bao giờ được quên nó thì nghĩa là nốt đen này cao độ của nó sẽ cao hơn nốt Đô một chút. Và nốt đen này nè, cao độ của nó sẽ thấp hơn nốt Re một chút. Chính vì vậy mà người ta thường gọi nó là nốt thăng nốt giáng. Nghĩa là một mình nó thể hiện được cả nốt thăng và cả nốt giáng, dựa vào tên gọi của hai người bạn phía dưới hai bên. Như trong hình cụ thể này thì phím đen đó nó sẽ có tên là nốt Đô thăng, tức là cao độ cao hơn nốt Đô một chút, các bạn nhớ không nè? Và nó có tên là Re giáng, cao độ của nó thấp hơn nốt Re một chút. Tương tự như vậy thì các phím đen còn lại có tên gọi. Các bạn quan sát theo như trong hình nha. Thế thì lúc này chúng ta có một câu hỏi được đặt ra là tại sao Mi và Fa nè, Si và Đô thì không có phím đen? Như vậy là nó không có thăng giáng gì hay sao? Thế thì trong trường hợp này, các bạn nếu như chưa biết đến nhạc lý thì nhìn vào chúng ta cũng có thể hiểu là nghĩa là Mi thăng thì không có phím đen mà kế bên nó là Fa. Vậy nghĩa là Mi thăng là Fa, và ngược lại Fa giáng kế bên Fa thì không có phím đen nào hết. Thế thì nghĩa là Fa giáng chính là Mi. Tương tự như vậy thì Si thăng đó là Đô, và Đô giáng đó là Si. Trong bài này thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ là chúng ta nhận biết nốt, nhận biết bậc âm trên phím đàn. Còn tại sao nó là như vậy thì chúng ta sẽ học cụ thể hơn ở các bài sau nha.
Một lần nữa thì chúng ta cùng nhìn lại phím đàn piano với 88 bậc âm cơ bản, bao gồm các nốt từ Đô đến Si và sau đó lặp lại theo một vòng tuần hoàn. Phía trên phím đen thì gồm có các nốt thăng giáng. Đến đây là bạn cảm thấy là nó hơi rắc rối đúng không nào? Nhưng mà không sao, tạm thời các bạn cứ xem đi xem lại ở cái phần này để chúng ta biết rõ hơn, nhớ kỹ hơn về thứ tự các bậc âm trên phím đàn. Đối với kiến thức nhạc lý thì mỗi ngày chúng ta học một chút thì nó sẽ dễ dàng và thân thuộc thôi, không có khó khăn gì đâu các bạn nha. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm quãng 8. Có lẽ tới đây thì cũng nhiều bạn cảm thấy là quen thuộc với khái niệm này. Ở trong bài hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu để có thêm kiến thức về khái niệm này nhé. Trước tiên thì một lần nữa các bạn hãy nhìn lại thứ tự các bậc âm trên phím đàn piano từ Đô đến Si nè, rồi lặp lại từ Đô đến Si ở cao độ cao hơn. Và nhớ là cao độ thì sẽ tăng dần theo thứ tự là từ trái qua phải. Chúng ta đến phần tiếp theo nha. Quãng 8 là gì? Quãng 8 được định nghĩa là khoảng cách cao độ được tính từ một bậc bất kỳ đến một bậc tiếp theo trùng tên với nó. Các bạn quan sát lại trên phím đàn piano nè. Rồi, trong hình của chúng ta đó là một quãng 8. Bạn có nhớ ở hai đầu của cái vạch màu đỏ đỏ đó là nốt gì không nào? Nốt La ha. Từ nốt La ở chuỗi phím mà được đánh số 5 trên đầu đó đến nốt La ở chuỗi phím được đánh số 6 trên đầu, nó là một quãng 8. Tương tự đối với các nốt khác cũng vậy, và cả các nốt thăng giáng luôn các bạn nha. Rồi, toàn bộ hàng âm được chia thành 9 quãng 8 với 7 quãng 8 đủ và 2 quãng 8 thiếu. Các quãng 8 đủ là quãng 8 từ 1 cho đến 7, và quãng 8 thiếu là quãng 8 0 và quãng 8 thứ 8. Để phân biệt quãng 8 này với quãng 8 kia thì người ta cũng gọi theo cách đánh số ở phía trên đó bạn. Ví dụ như quãng 8 thứ nhất, quãng 8 thứ hai, quãng 8 thứ sáu, quãng 8 thứ bảy vân vân. Các bạn quan sát nào. Một quãng 8 đủ thì nó sẽ gồm có 7 phím trắng và 5 phím đen. Như vậy mình quan sát ở quãng 8 không coi nào. Quãng 8 không thì chỉ có nốt La, nốt Si và nốt La thăng. Còn ở quãng 8 thứ 8 thì chỉ có nốt Đô. Rồi, như vậy thì người ta cũng sẽ ký hiệu theo cách gọi như vậy để tạo nên sự dễ dàng hơn. Như là nốt Mi ở quãng 8 thứ 6 thì ký hiệu là E6, hoặc là nốt Đô ở quãng 8 thứ 3 thì ký hiệu là C3. Như vậy là trong bài học hôm nay chúng ta đã đi tìm hiểu về âm nhạc, đi tìm hiểu về nhạc lý, tìm hiểu về hệ thống âm thanh trong âm nhạc. Nếu như lượng kiến thức ngày hôm nay bạn cảm thấy quá nhiều hay là quá ít hoặc là quá phức tạp thì bạn hãy comment bên dưới để Tiên biết nha. Nếu như bạn có thắc mắc gì thì cũng có thể để lại bình luận, Tiên sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Nếu như cảm thấy hữu ích thì bạn hãy cho video này một like và nhớ đăng ký kênh YouTube của Tiên để nhận được những bài học sớm nhất cũng như là theo dõi các bản cover mới nhất của Tiên nha. Nhớ bấm cái chuông ở bên cạnh để nhận được thông báo nè. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.